Ngày 26 tháng 6, đoàn công tác của Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu làm trưởng đoàn, đã giám sát hoạt động liên quan đến việc đảm bảo chất lượng vaccine, sinh phẩm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đoàn đã kiểm tra, giám sát thực tế tại hai cơ sở y tế công lập là Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa và CDC Đồng Nai, hai cơ sở tiêm chủng tư nhân là Phòng khám đa khoa Sinh Hậu và Phòng khám nhi Biên Hòa Sài Gòn. Tại Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa, đoàn đánh giá cao công tác bảo quản, xuất nhập vaccine của đơn vị. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất tại đây còn nhiều hạn chế nên đề nghị đơn vị khắc phục trong thời gian tới. Tại kho bảo quản vaccine của CDC Đồng Nai, hệ thống dây truyền lạnh được trang bị đầy đủ các thiết bị theo dõi, giám sát nhiệt độ tự động hiện đại đạt chuẩn GFP theo thông tư 36 ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế. Có đủ hồ sơ lưu trữ, quản lý vaccine, sổ sách theo dõi quá trình nhận và giao vaccine. Vaccine được bảo quản đúng nhiệt độ quy định, viên chức phụ trách kho bảo quản đúng chuyên môn, được tập huấn về GFP, thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, trưởng đoàn công tác đề nghị Sở Y tế rà soát lại toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tăng cường đào tạo, tập huấn về thực hành tốt bảo quản thuốc cho cả chương trình tiêm chủng mở rộng và dịch vụ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng vaccine, sinh phẩm tại các cơ sở tiêm chủng, đặc biệt là các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 186 cơ sở tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.